lại nữa thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy có nhiều sự trở ngại và tai hại sinh khởi khiến người ít phước chẳng thành tựu được việc ấy như châu thiệm bộ có các châu báu phệ lưu ly li, loa bối ngọc bích san hô thạch tạng Mani ni chân châu đế thanh đại thanh vàng bạc vân vân có nhiều giặc cướp cản trở gây hạ nên các người bạc phước cầu chẳng thể được bảo châu vô giá bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy những người ít phước khi nghe hỏi vân vân có nhiều ác ma làm trở ngại cụ thọ thiện hiện liền bạch phật bạch thế tôn đúng vậy bạch thiện thệ đúng vậy bát nhã ba la mật đa sâu xa như các loại châu máu phệ lưu ly li, vân vân ở châu thiện bộ có nhiều trở ngại những người bạc phước cầu chẳng thể được các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bổ tát thừa vì ít phước đức nên khi nghe hỏi vân vân có nhiều trở ngại tuy có ưa thích mà chẳng thể thành tựu vì sao? Vì có người ngu si bị ma sai khiến nên khi thiện nam tử thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy, vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy thì gây trở ngại. Bạch Thế Tôn, kẻ ngu si ấy, tuệ giác kém cỏi, tự mình chẳng nghe hỏi sao chép thọ trì, đọc tụng tu tập tư duy, diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, lại ưa ngăn cản kẻ khác nghe hỏi sao chép thọ trì, đọc tụng tu tập tư duy, vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa bạch thế tôn kẻ ngu si kia chẳng ưa pháp lớn đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa tự mình chẳng ưa nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập Tư duy diễn nói, đối với người khác, khi họ nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy lại gây trở ngại. Phật dạy, này thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, có người ngu si bị ma sai khiến, chưa trồng căn lành, phước tọa kém cỏi, chưa ở chỗ Phật phát nguyện rộng lớn chưa được các thiện hữu nhiếp thọ nên đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa tự mình chẳng thể nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói và khi các thiện nam tử thiện nữ nhân tân học đại thừa nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy thì gây trở ngại này thiện nam tử vào đời tương lai có thiện nam tử thiện nữ nhân tuệ giác kém cỏi căn lành ít ỏi đối với công đức to lớn của các như lai tâm chẳng ưa thích nên tự mình đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thể nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rộng nói trái lại ưa ngăn cản người khác nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa lại nữa thiện hiện có các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy có nhiều ma sự